Giảm cân cấp tốc đón Tết, họp sao Việt chiêu lạ ép ký, người ăn chay, người chỉ uống bột. Võ Hoàng Yến chỉ chăm chăm uống thứ bột vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, Bảo Thi lại lười ăn mà uống thứ nước màu xanh đỏ, Hoàng Thùy Linh lại chỉ o bế thứ hạt thần kỳ, Châu Bùi lại kiêng luôn thịt. Công cuộc giảm cân dự dáng quả thật không phải là câu chuyện của riêng ai. Nếu như người bình thường đã là một chuyện to tát thì đối với những ngôi sao nổi tiếng, đó là cả một công trình quan trọng. Bên cạnh tài năng nghệ thuật thì diện mạo cùng vóc dáng của họ chính là điểm nhấn không kém phần chủ chốt. Tuy nhiên, bởi vì lịch trình làm việc khác người nên các ngôi sao luôn thủ cho mình những bí kíp giảm cân hay ho và siêu thần tốc. Học theo các mỹ nhân Việt dưới đây, chị em sẽ tìm ra được bí quyết để áp dụng theo trong những ngày cận Tết mà muốn có dáng ngọc ngà. Võ Hoàng Yến uống bột protein. Trong khoảng 2 năm gần đây, Võ Hoàng Yến là chân dài có những thành tích ấn tượng tại các game show truyền hình thực tế lẫn các sàn runway. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, khoảng thời gian trước đó, cô nàng mất tích biệt tăm chỉ vì béo. Cô không mặc vừa bất cứ thiết kế nào của các nhà thiết kế đưa cho và đã từng chịu khoảng thời gian vô cùng tồi tệ vì ế sâu. Nếu là một fan cứng cựa của bậc thầy catwalk, Võ Hoàng Yến, bạn sẽ thấy bây giờ siêu mẫu có cuộc sống rất healthy. Cô thường chia sẻ những hình ảnh chầy chật ở phòng tập và những bữa ăn với công thức độc lạ. Điển hình đó là những bữa sáng trước tập của cô. Bảo Thi say rau ăn. Công chúa bong bóng năm nay đã 32 tuổi và đang có cuộc sống vô cùng viên mãn với ông xã đại gia Phan Lĩnh. Bởi vì cuộc sống quá hạnh phúc nên Bảo Thi luôn trong tình trạng để cân nặng leo thang. Hễ mỗi lần đi du lịch kỷ niệm tình yêu với chồng là về y như rằng lại tăng cân và dân tình lại được dịp lót dép hóng công thức giảm cân mới của cô nàng. Hoàng Thùy Linh ăn hạt. Hoàng Thùy Linh là mỹ nhân tuy rất kín tiếng về đời tư và có phong độ nhan sắc khá ổn định. Tuy chưa từng để cân nặng leo thang không phanh, nhưng ai nấy đều gật gù rằng cô đẹp hơn khi giảm cân. Các loại hạt này có đặc điểm là rất nhiều giá trị dinh dưỡng, calo với lượng chất béo tốt, không cholesterol có hại cho sức khỏe. Hoàng Thùy Linh thường thủ hạt bên người trong mỗi chuyến lưu diễn để chống đói và nạp năng lượng ngay tức khắc. Châu Bùi không ăn thịt. Châu Bùi vốn là nàng IT girl với gao thời trang sành điệu và nhiều lần khiến dân tình nở mày nở mặt với những lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang trên thế giới. Vốn là người mẫu nên cô nàng rất ít khi để cân nặng leo thang, nhưng cũng có lúc không chuẩn với số đo mục tiêu. Bí quyết giảm cân lạ lùng của Châu Bùi bên cạnh việc tập luyện tích cực mỗi ngày là nói không với thịt. Nói như vậy, không có nghĩa là cô cắt bỏ protein ra khỏi khẩu phần ăn của mình. Mà cô chọn nguồn protein từ cá, trứng, đậu phụ, các loại hạt để detox và nhẹ người hơn.